gió đã hát khúc ca thiết tha cho từng giây phút ta gặp nhau, cho yêu thương trao nhau là mãi mãi. Ngày em bước đến bên cuộc đời anh, ánh mắt ấy ngát hương gió xuân, với cả thế giới của bình yên. Em yêu thương ngàn lần, anh muốn nói một lời nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Một lời nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Mỗi bước chân em về là ngày ấm áp của cuộc đời anh. Anh thật lòng muốn nói cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Hãy subscribe.
Như dự dắt đã thống nhất và hẹn
thì chưa là đến chưa vào chương trình nghị sự. Tôi xin thay mặt cho mọi nhà gái như chương trình đã thống nhất, bây giờ mọi nhà gái xin mời mọi nhà trai ra làm thì bước theo nghi thức của hôn lễ cho các cháu tới đây. Hôm nay đã uống nước. Các cụ kính thưa toàn thể họ nhà gái, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự thống nhất của hai họ chúng tôi. Hôm nay họ nhà trai chúng tôi có cơ chầu, có sắm một cái lễ vật nên để họ nhà gái chúng ta cùng tập trung lo cho các cháu. Vì đường đất xa xôi, mong họ nhà gái thông cảm cho gia đình họ nhà trai. Hôm nay chúng tôi lên đây gồm có thành phần của họ nhà gái. Một là bác tôi, là chị gái của tôi, là bác của chú rể. Hai là tôi, là bố của chú rể. Và thím là thay mặt mẹ vì đường rất xa xôi. Còn lại một anh rể và một em rể của chú rể và toàn bộ họ nhà trai. Kính thưa họ nhà gái, vì đường đất điều kiện xa xôi nhà chúng tôi, hôm nay chúng tôi mang lễ vật lên để tổ chức cùng với họ nhà gái cho cảnh hôn cho các cháu. Không biết nói gì hơn, mong họ nhà gái thông cảm. Đây của họ nhà trai. Bây giờ tôi xin phép mặt với họ nhà gái. Tôi cũng là người để giới thiệu cho các người ruột thịt ở bên là cháu nhà gái. Thì đầu tiên xin giới thiệu, đây là anh Phúc, thân sinh cô dâu. Tiếp theo là chị Bích, thân mẫu của cô dâu. Tiếp theo là bác Loan, bác ruột của cháu. Tiếp theo nữa là bác dâu của bác thế của bác Loan. Tiếp theo là người dường của tức là chị của mẹ cháu, ngoài mắt thì gọi là bác nhưng mà quê Nghệ An gọi là dường. Phương là con bác quê. Tiếp theo là như quê của thân mẫu của dâu Hà Nội mới là. Tiếp theo tôi là người bác của cháu, và đây là phu nhân của tôi, tức là cùng chị gái của thân mẫu cháu là có mặt trong buổi lễ hôm nay. Đề nghị hai họ và anh hai chân cầm vô. Đừng gầy gần vào. Nhìn mấy ảnh này. Nhìn họ nhà trai có sửa cây trầu. Thứ nhất là có cái lễ nạp ra.
Thứ hai là cái lễ ăn hỏi. Thứ ba là cái lễ đính hôn. Và thứ tư là cái lễ nạp tài. Thứ năm là cái lễ đón dâu. Đưa mình khay ra. Kính thưa họ nhà gái, được sự cho phép của họ nhà gái, đưa cái khay ra. Hôm nay gia đình chúng tôi lên trên này. Đây đây đây. Mong họ nhà gái nhận lễ cho họ nhà trai. Gái, phần đầu là lễ đính hôn cho các cháu. Mong họ nhà gái nhận. Cùng đi đấy. Trong hôn lễ, việc cô dâu chú rể trao cho nhau chiếc nhẫn cưới với nụ hôn đầu đời trìu mến cũng mang khá nhiều ý nghĩa. Về phương diện tinh thần thì chữ nhẫn rất quan trọng trong việc xử thế hàng ngày. Trong đời sống chồng vợ thì cổ nhân lại dạy rằng chữ nhẫn là chữ ngàn vàng, ai mà nhẫn đặng lại càng sống lâu. Sống lâu ở đây cũng còn mang ý nghĩa là bách niên giai lão. Về phương diện vật chất, nhẫn cũng là một thứ kim loại bằng vàng, bằng đá quý, dùng để trang sức và cũng có thể để dành làm của. Bởi thế cho nên, khi chú rể trao nhẫn cho cô dâu đã thầm nói, anh trao cho em một bảo vật quý giá này như là một bảo chứng của tình yêu. Quan khách hai họ, cái thủ tục đầu tiên của cái chuyện hôn lễ như thế là đã xong. Thì kể từ giờ phút này, con gái, con trai có quyền gọi con gái thì gọi bố mẹ chồng cũng là bố mẹ, và ngược lại con gì gọi bố mẹ vợ là bố mẹ vợ từ giờ phút này. Cho nên cái này tôi thay mặt cho họ nhà trai để cho phép các con được chứ đâu. Có một cái là thành viên mới của gia đình thì đề nghị chúng ta hoan hô. Vâng. Kính thưa họ nhà gái, còn về phần tiếp theo về lễ, gia đình họ nhà trai chúng tôi xin gộp lễ vào một lễ. Nếu như họ nhà gái đồng ý thì nhận lễ của họ nhà trai. Chúng tôi sẽ về được. Tóc rồi, cho nàng vào tay. Cứ nói từng một anh. Có cái gì anh nói? Cái này là cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái nếu như trên này phong tục trên này thì kêu là gì? Tiền nát. Tiền nát. Thì đây là phần tiền nát. Là gồm bao nhiêu tiền? Có thể nói số lượng luôn. Không phải nhất thiết không đâu. Thì nào cái nhà đi trong bây giờ con và hai người con trẻ nhớ. Miếng trầu miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt
bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan thiết. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến Uyên Ương. Đình đám duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa. Kính thưa họ nhà gái, đến đây thì phần lễ của họ nhà trai đã xong. Xin họ nhà gái nhận lễ và bàn giao lại cho họ làm thủ tục lễ gia tiên của họ nhà gái. Cái này tới đây là hết, đầu hết giờ cuối hết. Tình toàn nghiệm à. Trong lúc tôi đều quan trọng nói bây giờ là để xin mời là anh chị xui hai bên cùng với hai con xin phép vào làm cái lễ gọi là lễ tiễn thân ra tiền tới các cụ nôm na làm như thế. Thì bây giờ niên chính chủ Lê Văn Phúc, Hoàng Thị Bích, 17 Phan Bội Châu, Ca Bang, Gia Lai, bãi cáo. Kim vì lễ hữu bãi đường kính báo trưởng nữ Lê Thị Ngọc Nga, lễ hữu Vũ Quy cùng trưởng nam Trần Văn Trung, kệ Su Gia cùng ông Trần Cao Thế, bà Nguyễn Thị Tuyết, ấp 6 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kính phụng. Kính phụng gia tiên nổi thân Lê Đăng Cạc, thôn Kỳ Ngãi, tổng hoàng trường diện trường Diện Châu, Nghệ An. Kính phụng vong linh thầy mẹ Lê Văn Lễ, bà Nguyễn Thị mẹ Nguyễn Thị Thu, ông bà nội ngoại cô di tỷ muội Tào Khai Tào Lạc, đồng lai giãn cách. Kính phụng lệ hữu phụ tử nhang đăng hương hoa trầm trà quả phẩm chi nghi hàn âm tư thành đồng lai thường hưởng cần cáo. Kính cáo chư vị phúc thần tổ công thổ chủ tạo phụ thần quân chúa mạch long quân môn gia hổ vĩ đồng lai giãn cách. Kính cáo tơ nguyệt tơ lão nguyệt hồng tơ hồng nguyệt lão khiên thiên vì tiền đồng chứng giám cung duy ngưỡng hòa yểm vĩ hành bằng hồng dĩ sinh nam phụ thất sinh nữ cửa hôn phỉ lệ triều vương nguyệt kỳ thỏa hữu kính dị khang thường tam sinh hữu hành lương tịnh kỳ xương cần sắp cổ lại
Lan Quế Đăng Phương Phục Duy Cần Gáo. Kính phụng ông Dương Tuyên, bà Hoàng Thị Hoàng Tuyên, bà Dương Thị Ca, hôm nay ngày 6 tháng 8 năm Mậu Tuất, chính chủ là Lê Văn Phúc và tế tử Lê Văn Phúc, nữ tử Hoàng Thị Bích, cho con gái là Lê Thị Ngọc Nga về nhà chồng, thì phải đứng trước linh sàng, gia đình có chút lễ mòn, hương hoa trầm trà, quả phẩm chi nghi, hàn âm tư thành, đồng gia bài cáo trước linh vong linh của ông bà ngoại, vậy mong ông bà chấp nhận và phù hộ độ trì cho vợ chồng cháu Lê Ngọc. Là lễ xin cưới. Lễ xin cưới. Là ngày 21 tháng 8 này, họ nhà trai xin đón dâu tại Bà Rịa Vũng Tàu. Họ nhà trai tổ chức vào ngày 21, mời họ nhà gái xuống cùng chung vui gì. Với lại họ nhà trai chúng tôi dưới đó xin rước dâu tại Bà Rịa Vũng Tàu. Xin hết ạ. À, bây giờ thưa với hai họ thế này, cái thủ tục trong đài thì đến giờ này đã xong và họ nhà trai đã có lời cùng là cái lễ xin dâu và ngày cưới đã bố trí. Thì theo như họ nhà trai nói là ngày 21 là ngày đón dâu, mà tại vì đường xa xa xôi không thể ra đây tài giá để làm cái thủ tục đó được, mà họ nhà gái có trách nhiệm đưa cô dâu vào một cái điểm nào tập biệt là trong chỗ nào chỗ trong bao và rìa vùng bao, rồi cái đó có thông tin sau. Cho nên cái chuyện đó nhà trai đã thưa thì chúng ta xin phép họ nhà gái là chấp nhận mọi cái thủ tục cái lễ của nhà trai đã thưa gửi xong. Thế bây giờ cái phần thủ tục chắc thì đấy là ta xong rồi đó. Hơi đề người ta một tay. Một tay đề người xong. Cùng với hai ông đây. Cùng chung với hai ông. Hai ông chui, hai ông bay chui chung. Hai ông chui. Hai ông bay chui. Bay chui, bay chui đây. Bay chui đây. Nhập môi. Rồi. Xin phép mọi nhà trai là có cái việc này là việc của họ nhà gái. Thì nếu như ở gần 50-30 cái số thì rồi nhà gái nhà trai sẽ đến xin dâu, thì nói theo cái vùng này gọi là cái lễ công cô, thì sẽ tổ chức cha mẹ và cô dì cầu mừng trao quà cho cháu trước khi về nhà chồng. Nhưng vì lý do khi này anh suy là nói chuyện đường xa xôi
thì cái thủ tục đón dâu là vào trong tàu rồi. Nhưng là tiền thì hôm nay hồ nhà gái xin phép được trao quà của bố của mẹ và cô dì cầu mờ tại chủ phụ cuộc đình hôn hôm nay, cuộc của việc này, cho nên đến giờ này thì xin phép cũng thông báo hai người bên họ trai và họ gái và chúng tôi tiếp tục làm cái phần phần thứ hai của cái buổi hôn hôn lễ hôm nay. Xin mời thân mẫu và thân phụ của cô dâu lên trao quà, đó là cái lễ tục đầu tiên và cũng là cha mẹ thì phải làm việc đầu tiên. Ok, tiếp theo xin mời thân phụ thân mẫu và thân phụ. Cho họ nhà gái làm để công phu ở đây và cha mẹ trước khi con có món quà là con sau này mong bật loạt thanh bật chuột của cháu đến trao quà cháu. Hai hồ. Tôi là bạn của cháu. Cháu. Nhớ được những tháng còn một mộng càng mãi mãi hạnh phúc. Rồi bác bao nhiêu nhiều anh cho mình là. Rồi. Bất lớn cùng là bất thuộc của cháu. Có hai món quà nhỏ. Mua ăn uống vô luôn cả bốn người gặp lại. Từ cầm cầm tay rồi đó. Rồi. Cháu đây đây. Có món quà. Thì cháu lên đường về nhà trong phụ mời gì? Đừng quên làm nghệ sĩ mà. Phía trường tiếp là dì Huyền, là dì ruột kế mẹ cháu giờ về Dầm Băng ở Hà Nội cùng vào dự lễ hôm nay. Cầm dì Huyền cầm lên cầm quê thì lên cầm cái đó. Đây cô bé này nhìn coi nhìn. Dì Huyền cười lên. Tiếp theo xin mời anh chị Thu Trang, anh thì con bà dì và anh rể là con dì của cháu cùng ở tại các bạn đây. Hôm nay cũng có món quà nhỏ lên điểm đưa em về nhà chồng. Rồi. Đây lên. Đây là cùng anh chị con chị của em. Đây là con gái của chị và con rể của chị. Tức là con rể của ông này. Đây được rồi. Rồi đã rồi. Em gái tức là con chị đấy, con chị nó lớn. Ở đây là giờ em gái cũng có món quà nhỏ tặng chị về nhà chồng.
Bao nhiêu con mang chị? Có cái đây có đứa làm sao lại? Năm được mà. Năm được thì cùng đấy. Đây có cái đây có cái đây. Không thì điện thì không có nhiều mấy ai. Chín mươi ao kết là ô út em của bố của dâu. Thôi. Cái gì nữa ra ngoài kia? Còn ai nữa đi ra? Thì công việc họ nhà trai đã xong trước và bây giờ công việc của họ nhà gái. Như khi nãy đã nói về tinh thần và cái nguyên nhân của nó là như thế nào rồi. Thì đến giờ này công việc của hai họ đã hoàn tất. Bây giờ nhường lại cái lời tôi nói của chủ gia, chủ hôn, tức là anh Phúc. Và gì này thì Phúc cũng biết. Hôm nay là một ngày trọng đại của gia tộc Thổ Lê chúng tôi. Và cũng ngày trọng đại của gia tộc Hồ Nguyễn Hồ Nguyễn Nhà Trai. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả những thành viên đã cùng với hai gia đình để xây dựng cái mối kết duyên của hai cháu. Qua đây thay mặt gia đình xin mời tất cả cùng nâng ly rượu chúc mừng cho hai họ, chúc mừng cho hai gia đình chúng tôi được bền vững, hai con được hạnh phúc lâu dài. Anh cầm thôi, xin mời tất cả nhiều tiền uống nhá, nhiều tiền uống nhá. Rồi hồi nhà gái coi ở hồi nhà tái thì uống hết rồi để chúc tiếp. Cháu về nhà chồng thay cho hôm trước ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, dùng Bà Rịa Vũng Tàu thì thời gian nó ít. Thì hai cái này tôi xin nói chung là sau khi xong lễ là mời toàn thể hai họ ra nhà hàng Thiên Thanh cùng chung vui dùng bữa cơm với toàn thể hai họ ở ngoài nhà hàng Thiên Thanh. Và trước khi để ra nhà hàng thì dì là dì lớn có lời gửi đến ông bà cháu về nhà chồng đang non đang dài. Dì Phương sẽ có đôi lời gửi gắm để nói ra. Gia đình của em để là gửi gắm cho cha bên nội, gửi cháu bên nội để có gì thì về cháu thì nó nhỏ đang dài. Nên non dài đừng đưa con cái kinh nghiệm cuộc sống của trong gia đình. Nên có gì thì về nhờ bên nhà trai tiếp tục về là chào cho cháu vợ chồng vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Tôi xin hết lời. Đến giờ phút này là cả hai họ đều hết lễ. Bây giờ ta là giao lưu với nhau. Bây giờ hết lễ rồi giao lưu với nhau. Có thể là ta có thể là ra ngoài cho nghỉ mạnh mẽ hoặc là có thể giao lưu với nhau. Nhưng theo tôi trước khi là xong lễ là ta giao lưu bên cầu uống bên cầu một ly, bên trường uống dĩa ly. Bây giờ theo tôi đề nghị là bên bên đây là bên anh phải không? Không, anh phải không? Anh thì uống với anh tôi một ly.
soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát mơ đêm như sao diêu rực rỡ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ bên nhau trong đêm cùng quay.
holiday. Đêm mê khi đôi môi vừa trao nồng say. A holiday. Tình yêu đến như hoa xuân vừa sang. Tình chất ngất. Người yêu ơi. Đêm nay ta cho nhau lời yêu. Nồng say, a holiday. Get you on a holiday. So many miles away. Island in the sun. The fun has just begun. Get you on a holiday. So many miles away. Island in the sun. The fun has just begun. Dù riêng câu ca trong vòng tay. Nồng say, a holiday. Gì vui bằng nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống và em đến như nắng lung linh em đã cho tim anh rung động em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành. Ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời.
Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Hôm nay anh bên em ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vậy nhớ mai là anh sẽ không nghi ngờ tình ta chớm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Sáng thức cùng giờ đi làm chung một đường, ăn chơi cùng ngày đêm ngủ chung một giường. Tương lai to bự cùng nhắm về một hướng. Ta sẽ là một cặp vợ chồng không tầm thường. Cưới nhau vì nhau thấy gì khó quá cho quà. Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa. Giận cứ nói thẳng anh để em là cho đã. Bao nhiêu đó là đủ, thôi đi nha. Mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh. Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh. Còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai chấn thành. Hãy nào sáng lên chỉ để nụ cười em luôn gần anh. Sẽ em chỉ mới và giờ ta thấy rằng I miss you. Muốn nói với em một câu thật lòng là I miss you. Hôm nay bất chấp tất cả anh muốn nói với em là em ơi. I wanna marry you. Anh sẽ không nghi ngờ tình ta chấm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Của em ta đã thuộc về nhau, yên vui hay buồn đau ta kề bên suốt đời. Từ nay em là của anh, ta mãi thuộc về nhau, yên vui hay buồn đau em đừng lo. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la.
anh là của em. Thank you.
nhau. Hiện được ngày hôm nay, trước đề quan trung đã xác định con trâu đồng ca là một nửa yêu thương và mình tìm kiếm và chờ đợi mấy đâu. Thưa quý vị, với một thời gian dài yêu thương tìm hiểu, thì đến ngày hôm nay, các bạn trẻ chúng ta đã chính thức chinh phục người đỉnh cao của tình yêu, chinh phục được tình cảm yêu thương của ông bà hai bên cha mẹ. Và ngày hôm nay là ngày lành thật tốt, được sự đồng ý nhất trí của chính quyền địa phương cũng như sự cho phép của hai bên gia đình. Và ngày hôm nay, quyết định của vị được đồng hành phúc của cô dâu đồng ca cùng với chức đề quan trung lớp trận tổ chức tại nhà hàng Việt Ngữ Thiên Thanh, cùng với sự có mặt năng lực của tất cả quý vị bên trong hội trường để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc đại ngư. Và để có bạn xin mời đến tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt ra đến cộng hòa cùng với chúng tôi dành một tràng tay thật lớn thật lòng nhiệt để tôi chào đón sự xuất hiện của đại ngư cộng nga và quan trung vị lãnh mời đến ông sư minh phúc cộng hòa của việt đức. Cái tặng đến cô dâu trước để làm kỷ niệm cho ngày hôm nay.
người, nhà hàng chúng tôi luôn luôn thay đổi về sân khấu cũng như bên trong những món ẩm thực ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để thay đổi với nhà hàng chúng tôi, chính vì muốn bạn xin mời quý vị quý vị chúng ta về quên. Giờ
rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời su kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chưa vang thu dài, ngày dịu dàng mình chỉ.
kính chào các bạn bè, các cô các chú và toàn thể nhân dân. Hôm nay chúng tôi là người diện về đây được thiệp ngày vô quy của hàng xóm, được sự đón tiếp của hai gia đình với một tình cảm thật là ân ái, cũng thật là ân ái, cũng có sự đón tiếp của các khách quý khách cho tôi những tình cảm thật là ân ái, không có gì hết. Cho tôi gửi tới toàn thể quân trường và hát để chúc cho toàn thể quân trường hôm nay có một buổi vui thật là vui vẻ, để chúc cho hai cháu trong năm hạnh phúc. Yeah.
cô thương nhớ để làm chi cả tiếng. Thank you.
sống suốt đời,
Phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và...